Nghiên cứu được ra combo nào ngon ngon nha, giới thiệu cho anh em xem nào. Mấy anh em đi dòng trời sáng thì quá ngon rồi. Trời sáng là vẫn ít T20, hàng chính hãng của BMW, rất là ngon anh em ạ. Cái này thì em làm mạch cho anh em sẵn rồi. Anh em Mạch nhất làm cho anh em sẵn đấy rồi. Từ giới thiệu mạch cho anh em xem nào. Mạch thì anh em chỉ việc là về cắm về rồi xài thôi. Hay à? Cốt jack bấm đầy đủ cho anh em, đèn thì anh bấm cốt sẵn rồi. Hay à, sẵn jack cốt hết luôn cả, đồng bộ hết luôn. Dây nguồn thì anh cover bình, cầu chì đầy đủ, chống cháy đầy đủ anh ạ. À. Ai được đấy, làm ngon đấy, làm dây jack rất là cẩn thận. Đây anh em cắm vào mạch xong, anh cắm vào đèn. Công tắc công tiết thì sao? Bắt sinh đầy đủ anh ạ. À, một nút này là đấu vào cái ghi đông cao su tay nắm đấy à? Đúng rồi anh ạ. À, công tắc inox xịn sò ghê nhỉ, loại này nó mới chống nước được này. Quá ngon, dây jack này làm này, sạch sẽ, đen xì nhỉ, nhìn đen xì đồng bộ ghê. Nhìn chuẩn luôn, thẩm mỹ quá anh ạ. Ok ok, hàng tốt đấy, combo này xài ngon, đầy đủ hết phụ kiện đúng không? Đầy đủ phụ kiện. Okay. Bảo hành bao lâu? Bảo hành cho anh em 1 năm nha. Ok luôn, chào anh em cái nào. Chào anh em nha. Bây giờ anh em nhìn một chiếc xe máy đang đi qua này. Anh em nhìn này, đó, ánh sáng rất là mập mờ đúng không? Đó. Đó. Chỉ cần thêm một chiếc L-Brick này, ánh sáng này, nó khác biệt hoàn toàn luôn. Bây giờ em sẽ đợi thêm một chiếc xe đi qua nhé. Đây là một chiếc ô tô này anh em nhìn này, ánh sáng bóng halogen này, hai bóng luôn này, rất là tối đúng không anh em? Đó, thêm một chiếc L-Brick này, đó, được chưa? Chỉ cần một chiếc L-Brick ST này thôi, ánh sáng nó thực sự khác biệt rồi. Trong cái tầm giá thì cái con này nó là quá ngon luôn. Anh em đi tour đi phượt thoải mái. Anh em nhìn ánh sáng này, quá là ngon luôn anh em. Cực kỳ xứng đáng đồng tiền bát gạo. Đấy, tầm trung thì anh em lựa chọn con L4X chiếc ST này là ngon nhất. Anh em mua hàng thì kích vào trong giỏ hàng nhé. Giá cả cực kỳ là yêu thương cho anh em. Ok.